Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Kiêng kỵ ngày Tết nhất định phải tuân theo để năm mới Kỷ Hợi 2019 an lành nhiều tài lộc. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem ngay những kiêng kỵ ngày Tết sau đây để đón một năm mới an lành hạnh phúc, an khang thịnh vượng nhé. Đổ rác quét nhà. Những gia đình Việt cũng như Trung Quốc luôn ghi nhớ một trong những kiêng kỵ ngày Tết, đó là không quét nhà đổ rác trong 3 ngày Tết. 90% bạn không biết tại sao phải kiêng quét nhà ngày Tết. Bởi theo quan niệm từ xa xưa, quét nhà đổ rác ngày đầu năm sẽ đuổi thần tài ra khỏi nhà, từ đó tiền tài không thể tới với gia đình, năm đó gia cảnh sẽ nghèo túng khánh kiệt. Hoặc nếu có quét nhà, rác cũng phải để ở một góc nhà, không được hốt rác đi. Đó là lý do những ngày cuối năm, nhất là những ngày 30 Tết, dù bận rộn đến đâu mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa cuối năm. Ở Nam Bộ, sau khi quét dọn nhà người ta thường cất hết chổi. Nếu trong ngày Tết bị mất chổi thì có nghĩa là năm đó nhà sẽ bị trộm vào vết sạch của cải. Không những thế, nhiều người theo tín ngưỡng dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh của thủy thần nên kiêng giặt quần áo để không mạo phạm đến thần, dẫn đến gặp xui xẻo. Làm rơi vỡ đồ dùng trong gia đình. Gương, bát, đĩa, ly là những vật dụng rất dễ vỡ. Trong khi đó, dân gian vẫn luôn có quan niệm việc rơi vỡ đồ dùng vào những ngày đầu năm sẽ khiến gia đình không gặp điều cát lành. Người Việt rất kỵ làm vỡ bát đĩa ấm chén trong ngày đầu năm vì đồ vỡ tạo nên sự chia cắt đứt lìa là tín hiệu không thuận lợi của các mối quan hệ. Tuy vậy, đôi khi việc làm vỡ bát đĩa vẫn xảy ra trong ngày Tết, khi đó người ta lại có cách trấn an để người thân được yên lòng, khỏi lấn bấn trong ngày đầu năm. Tiếng bát đĩa rơi vỡ có phần giống với tiếng phát, bát đĩa rơi vì thế được người ta lạc quan hóa, thành tín hiệu báo gia chủ sắp phát tài tới nơi. Động tới dao kéo. Đầu xuân tránh dùng các vật nhọn và kỵ các vật sắc chĩa vào nhà bởi nó có sát khí, nó có thể cắt đứt lương duyên, vận hội, tuổi thọ của gia chủ. Để khắc phục, mọi người thường cất bớt dao kéo, chỉ chừa lại cái cần dùng và treo gương bát quái nhằm hóa giải hung tinh hay dán bùa chú, đặt hình tứ linh trấn địa, chư tà, thu hút khí lành. Sử dụng kim chỉ. Người xưa quan niệm rằng việc may vá trong đầu năm mới sẽ khiến gia chủ vất vả khổ sở, chịu nhiều cảnh thiếu trước hụt sau trong năm đó. Nhiều người còn quan niệm rằng phụ nữ có thai động tới kim chỉ trong ngày mùng 1 Tết, sau này mắt con sẽ bị dẹt như cây kim. Tương truyền chỉ với những gia đình nghèo khổ mới phải ăn cháo, do đó ngày mùng 1 nên nấu cơm để ăn. Bên cạnh đó, sáng ngày đầu năm, muôn thần đều về tế tự, việc ăn cơm nóng cũng thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và các vị thần linh. Ăn món xui xẻo. Đầu năm người Việt không bao giờ ăn thịt vịt, thịt chó, cá me, mực, ốc. Vì theo quan niệm dân gian, những món ăn này mang tới điểm xấu. Ngoài ra một số vùng còn không ăn tôm vì sợ đi giật lùi như tôm, từ đó công việc sáng năm sẽ lùi chứ không tiến. Hơn nữa, cho cá mè thịt vịt thường chỉ ăn vào cuối năm, cuối tháng để giải đen. Nói những điều xui xẻo. Những phát ngôn đầu năm có ảnh hưởng đến những chuyện sẽ xảy ra trong năm, vì vậy bạn đừng nên nói những từ xui xẻo như chết mất hay tiêu rồi, hỏng rồi, tiêu đời. Đó là những từ không may mắn. Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu văn mang lại may mắn không chỉ cho bản thân mà cho cả những người xung quanh. Ngủ ngày. Theo quan niệm của người Trung Quốc, nếu bạn ngủ vào ban ngày trong những ngày đầu năm thì bạn sẽ lười biếng cả năm đó. Hơn nữa, trong những ngày Tết, nhiều người sẽ tới chơi nhà, chúc Tết nhưng bạn lại ngủ thì quả thật rất thiếu tôn trọng. Sông đất. Những người nặng vía, không hợp tuổi với gia chủ, đừng nên đến sông đất vào ngày đầu năm. Người có bầu bí có tang cũng không nên sông đất nhà người khác để tránh xui xẻo. Không chỉ những người có tang mới kiêng đi chúc Tết, người Việt xưa còn tránh làm việc này khi đang có mang. Bởi theo quan niệm dân gian, bà chửa đem lại xui xẻo. Đó còn chưa kể đứa bé trong bụng sau này cũng sẽ thành kẻ ăn nói vô duyên. Kiêng chúc Tết người đang nằm ngủ. Không hiếm trường hợp khách đến nhà chúc Tết vào sáng mùng 1 vẫn thấy có người nằm ngủ do phải thức khuya vào tối giao thừa. Đã đến nhà người ta thì phải sửa lời mà chúc Tết, thế nhưng họ không chúc người đang nằm ngủ đó, nếu không lời chúc tốt đẹp lại bị xem như lời chủ ẻo muốn cho người ta nằm li bì trên giường bệnh. Vì thế nếu có lòng, khách phải đợi đến khi người đó ngủ dậy thì mới nói ra lời chúc với họ. Kiêng về nhà ngoại vào các ngày mùng 1, mùng 4, mùng 5 Tết. Theo lệ xưa, con gái và con rể chỉ được vào nhà ngoại chúc Tết vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3, kiêng các ngày mùng 1, mùng 4 và mùng 5.
Nguyên nhân là ngày mùng 1 ngày quan trọng nhất, họ có nghĩa vụ phải tỏ lòng hiếu để với bố mẹ, tổ tiên họ nội. Ngoài ra còn có quan niệm rằng phải về nhà vợ vào những ngày kể trên thì mới đem lại vận may cho gia đình bề ngoại. Kiêng ăn đuôi cá. Ở miền Bắc có một số nơi cầu may mắn năm mới bằng việc ăn cá chép, loài quá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu ăn cá chép trong 3 ngày đầu năm thì trong năm đó sẽ được hành thông trong chuyện học hành thăng tiến. Tuy nhiên, nhằm tăng sự may mắn, người ta tránh ăn phần đuôi, luôn để có dư thừa, tích lũy của cải trong năm mới, chứ không chỉ đủ ăn đủ mặc. Ăn dở, ăn bỏ thừa, cả năm mất mùa đói khát. Dù món ăn ngày Tết thế nào cũng tránh ăn nhè, nhả bã, bỏ phí nếu không cả năm bị mất mùa đói khát. Đặc biệt tránh để thừa cơm gạo khiến sau này lấy phải người chồng vợ bị dỗ nặng. Tránh chống đũa vào bát gây ra sự chậm trễ trong công việc, thua lỗ khi buôn bán và nếu làm nghề nấu ăn thì rất ít khách. Kiêng cúng quan đương điền trong nhà. Lúc giao thừa, người Việt thường có lễ cúng tiễn quan quân nhà trời, coi việc năm cũ và đón quan quân coi trọng việc năm mới đi thị sát trần gian. Việc này phải làm ở ngoài sân chứ không được làm trong nhà, bởi các ngài rất vội, không có thời gian ghé vào. Lễ dành cho việc cúng này cũng thường gọn nhẹ, con gà luộc hoặc thịt lợn luộc, hương hoa, bình rượu nhỏ và phải đợi tàn hương mới được đem vào nhà. Kiêng tặng quà. 7 món quà tuyệt đối không nên biếu tặng trong ngày Tết. Đồng hồ, dao, kéo, cá mực, cà phê, hạt tiêu hay mèo là những món quà tuyệt đối không nên tặng trong ngày Tết. Tết Nguyên đán là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là dịp để mọi người cầu chúc những điều tốt lành, may mắn cho nhau. Mua muối đầu năm. Dân gian có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Mua gì đầu năm cũng là một việc quan trọng, bởi nó là món hàng đầu tiên gia chủ mang về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi là món mua để lấy hên, lấy lộc, bởi của cải mua là của được. Món hàng này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Theo phong tục người Việt, đầu năm kiêng mua rau thớt, chày cối, người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng 1 với hàm ý, cả năm động đà, ý vị. Không được ngồi hoặc đứng trước cửa chính. Việc đứng hay ngồi án ngữ trước cửa chính trong dịp năm mới sẽ bị coi là vô duyên và là hành động gây phương hại đến vượng khí gia đình. Đỗ xe chắn ngang cửa nhà là điều rất kiêng kỵ ngày Tết, cũng dựa trên ý nghĩa này. Luồng khí tốt lành của năm mới đang trên đường vào nhà sẽ bị chặn lại bởi người ngồi hoặc đứng đó, khiến cho tài lộc tiêu tán, gia đình không được may mắn, thành công và hạnh phúc. Kiêng khóc lóc buồn tủi bực tức. Đặc biệt trong ngày Tết, người ta tin rằng nếu ai khóc buồn bã và bực tức thì cả năm sẽ phải khóc, có nhiều chuyện buồn lo lắng suy nghĩ, vì thế người ta kiêng kỵ điều này để tránh gặp phải xui xẻo cả năm. Không bất hòa ngày đầu năm. Theo quan niệm của ông bà ta, trong ngày đầu năm mà có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm đó chắc chắn có nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người. Ngày đầu năm mới dù có bất đồng, khó chịu với nhau tới mức nào, vì bất cứ chuyện gì, người ta vẫn cần giữ hòa khí, tránh tranh cãi xích mích đầu năm. Đó là thực tế một cách để tránh không khí không vui xảy tới với gia đình trong ngày Tết. Người lớn tránh trách mắng trẻ con, mọi người nhường nhịn nhau để một năm luôn vui vẻ, hạnh phúc, êm ấm. Đặc biệt trong ngày Tết, nếu ai khóc buồn bã và bực tức thì cả năm sẽ phải khóc, có nhiều chuyện buồn lo lắng và suy nghĩ. Vì thế người ta kiêng kỵ điều này để tránh gặp xui xẻo cả năm. Không xuất hành ngày mùng 5 Tết. Tránh xuất hành ngày mùng 5. Ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch là ngày kiêng kỵ. Người Việt thường tin rằng ngày này không thích hợp cho xuất hành. Cá giao, mùng 5 14/23, đi chơi cũng lỗ, nữa là đi buôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.